Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại lời đó trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe trong ngày mùng 10 tháng 10 năm 1982, ngày lễ phong hiển thánh của Maximiliano Kolbe, để cho thấy rằng Thánh Maximiliano Kolbe đã thực hiện như lời Chúa Giêsu dạy: yêu thương người bạn để yêu thương người cho đến chết, vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thánh Maximiliano Kolbe là một vị linh mục vào đệ nhị thí chiến, cũng đã bị nhốt trong tù theo quy luật của bọn phát xít Đức. Một nhóm tù 10 người, mà một trong nhóm 10 người đó nếu trốn thoát thì họ sẽ xử tử 9 người còn lại. Và trong nhóm đó thì có một người cha với 9 đứa con, thì một người đã trốn thoát tù và người ta đã đem xử 9 người còn lại. Linh mục Maximiliano Kolbe không thuộc nhóm đó, nhưng khi biết rõ lời than vãn của người cha, và ngày hôm sau vị linh mục đã xin chết thay cho người cha này, và bọn phát xít đã chấp thuận, họ đã nhốt 10 người trong trại biệt giam cho đến chết bỏ đói. Và cái người chết cuối cùng đó chính là linh mục. Vị linh mục đã chết trong tư thế chắp tay cầu nguyện. Và trong ngày phong thánh thì chính người cha của 9 đứa con đó đã là nhân chứng. Một tình yêu hy sinh tính mạng vì bạn hữu của Thầy. Kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta biết chủ đề đó là tình yêu. Nhưng yêu không như một vĩ nhân nào khác, không như một hiền nhân nào khác, không như một thánh nhân nào trong lịch sử giáo hội, nhưng hãy yêu như Chúa Giêsu yêu. Yêu như Chúa Giêsu yêu là yêu như thế nào? Thưa, có hai điều cốt lõi tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu. Thứ nhất là hy sinh. Chúa Giêsu xác định rõ không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và gương Thánh Maximiliano Kolbe là một trong những hàng ngàn Kitô hữu đã yêu vì bạn hữu. Vì người đàn ông có 9 người con không phải họ hàng thân thuộc. Và mới đây thôi, tại Việt Nam chúng ta, ngày 29 tháng 4 vừa rồi, một em sinh viên 23 tuổi ở Đại học Thừa Thiên Huế gốc Nghệ An cùng đi chơi với đám bạn của mình trên dòng biển, và trong đó khi phát hiện ra ba bạn gái của mình đã bị cuốn vào trong dòng biển, thì em sinh viên này tên là Nguyễn Văn Nhã đã kịp lao ra để đưa ba em đó đi vào trong bờ. Nhưng vì quá sức và kiệt sức cho nên em Nguyễn Văn Nhã đã chết đuối giữa dòng biển. Em là một người Công giáo tên là Thánh Phêrô Nguyễn Văn Nhã. Em chết vì ba bạn của mình. Đó là một cái tình yêu hiến dâng mạng sống mình vì bạn hữu. Điều thứ hai, chúng ta thấy điều cốt lõi thứ hai là Chúa Giêsu đã gọi các tông đồ là bạn hữu. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Vì sao Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh cái tình yêu bạn hữu? Xin thưa rằng, trong tình yêu nam nữ, thậm chí trong tình yêu vợ chồng, người ta luôn luôn có tính chiếm hữu. Một chút ích kỷ trong tình yêu. Quả thật khi thương nhau, người ta không muốn người khác nhìn người yêu của mình, mà không muốn người khác có thể chiếm đoạt người tình của mình hoặc là vợ chồng của nhau. Và người ta muốn yêu gói gọn trong tình yêu nam nữ, cho nên có một chút nào đó tính vị kỷ, một tính ích kỷ, gọi là tính chiếm hữu. Nhưng tình bạn hữu thì luôn mở rộng.
Tình bạn hữu không mang tính cục bộ. Tình bạn hữu luôn luôn muốn thăng tiến, và người bạn của mình càng hạnh phúc, càng thăng tiến thì mình lại càng đó trở thành cái niềm vui. Tình bạn hữu là ơn mở rộng. Tình bạn hữu là cái tình tri kỷ luôn tỏ lộ những điều thầm kín nhất nơi chính người bạn của mình. Cho nên Chúa Giêsu nói: Thầy không gọi anh em là tôi tớ nhưng là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy cho anh em biết. Và các tông đồ ngày xưa theo Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều này, nhất là trong bài đọc một từ sách Công đồ Công vụ. Nhiều người đã sầm xì với nhau rằng họ nói rằng những người dân ngoại không đáng hưởng ân thần khí của Chúa Thánh Thần. Nhưng Thánh Phêrô đã lớn tiếng rằng họ cũng được đầy ơn Thánh Thần, bởi vì chúng tôi xác định rõ được họ cũng được ơn cứu độ nhờ sống theo lương tâm và nhờ kính sợ Chúa, thì không có gì ngăn cản họ lãnh nhận phép rửa. Cho nên Kitô giáo chúng ta là một người Kitô giáo mang tính công giáo, là mang tính phổ quát. Ơn cứu độ không có một sự cục bộ ích kỷ đóng khung một dân tộc nào đó. Cho nên tình bạn hữu luôn luôn mở rộng. Vậy thì có thể nói rằng cả hai là một. Tình yêu đòi hỏi một sự hy sinh, bởi vì hy sinh không tình yêu là hy sinh thừa. Một tình yêu không hy sinh là một tình yêu giả dối trên lý thuyết. Cho nên yêu như Chúa Giêsu yêu là cuộc đời của Ngài đã hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Ngài không tiếc bản thân Ngài cho dù cho đến chết. Cho nên Thánh Gioan trong thư bài đọc 2 đã diễn tả Thiên Chúa, tình yêu Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một người mà chúng ta được sống. Vậy thì kính thưa anh chị em, chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta có Chúa Kitô. Và chúng ta là bạn hữu của Chúa Kitô. Cho nên không gì khác hơn chúng ta phải sống và chết lấy cho tình yêu này. Thánh Gioan tông đồ xác định rõ: anh em thân mến, anh em phải yêu thương nhau vì tình yêu phát xuất nguồn từ chính Thiên Chúa. Và chúng ta không thể nào có thể hy sinh tặng mạng sống của mình nếu như hằng ngày chúng ta không hy sinh cho cái tôi của mình. Hy sinh một lời ăn tiếng nói để cho giữ cái sự hòa thuận trong một bầu khí gia đình. Một câu nhịn chín câu lành. Hy sinh một cái lời danh dự, một cái ích kỷ, một cái tôi cho mình để lợi ích được cả một tập thể. Đó cũng là một cái sự hy sinh. Cho nên sự hy sinh lớn phải bắt nguồn từ một sự hy sinh nhỏ. Không hy sinh hàng ngày, không hy sinh cái tôi của mình, không hy sinh cái ích kỷ cái bản thân mình, thì làm sao chúng ta hy sinh tính mạng cho người khác được? Chúng ta yêu mến Chúa, vậy thì chúng ta hy sinh cái gì? Có phải anh chị em sẵn sàng bỏ giờ ra đến với Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng hy sinh điều đó chưa? Chẳng hạn chúng ta sẵn sàng hy sinh từ bỏ những gì trái với luật Chúa, như tiền bạc, như đam mê, như sắc dục của chúng ta không? Điều đó chính là điều đòi hỏi chúng ta phải hy sinh để chúng ta đạt được cái tình yêu của Chúa Giêsu trong chúng ta. Đồng thời chúng ta nên nhớ, xung quanh chúng ta có những người yêu thương chúng ta. Họ là những sứ giả, họ là những người được Chúa sai đến để biểu lộ cái tấm lòng tình yêu của Thiên Chúa. Trong đó có cha mẹ chúng ta. Ngày hôm nay như tôi nói đầu lễ, ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là ngày thế giới mừng ngày một người mẹ. Còn người cha là tuần thứ ba trong tháng 6. Vô tình tôi đọc một cái câu chuyện tự thuật của một người con. Người con đó tường thuật lại với tiêu đề: Mẹ tôi một mắt. Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi xấu hổ về điều này. Mẹ tôi làm người công lao trong trường học tiểu học,
Tôi không muốn gần người mẹ tôi bởi vì điều đó sợ là có một sự xấu hổ. Một lần nọ mẹ tôi làm trong công lao trong trường học chạy đến chào tôi hỏi tôi. Tôi muốn lặng đi. Các bạn tôi đã nhận ra điều đó và họ đã chọc: "Ôi mẹ của mày chỉ có một mắt." Tôi về nhà tôi tức giận, tôi hỏi mẹ tôi tại sao mẹ lại xuất hiện, sẽ không chết đi cho rồi. Tôi nói mà tôi không để ý đến nỗi lòng của người mẹ. Tôi quyết tâm rằng tôi sẽ cố gắng ra khỏi nhà này. Nói là làm. Tôi cố gắng học và đã ra khỏi gia đình, tránh xa mẹ tôi vì mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi đã lập gia đình, tôi đã sinh con. Một lần nọ sau bao nhiêu năm mẹ tôi không gặp tôi, mẹ tôi đã tìm đến nhà tôi gõ cửa. Lúc bây giờ những đứa con của tôi chạy ra và nó thấy một người đàn bà một mắt, nó hét lớn lên vì sợ. Bây giờ tôi tức giận nói: "Tại sao bà lại ở đây? Bà cút khỏi nhà tôi đi, làm cho các con tôi sợ." Mẹ tôi mới nói dịu giọng: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi lộn nhà, tôi lộn địa chỉ." Một năm sau tôi cũng không tin bà tôi, mẹ tôi như thế nào. Một tình cờ tôi gặp gỡ các bạn bè tôi và đi ngang qua cái khu nhà nọ nơi tôi trước đây mẹ tôi ở. Tôi cũng tò mò xem để coi bà ấy sống chết như thế nào. Thì bây giờ tôi được hay tin bà hàng xóm nói rằng mẹ anh đã chết cách đây 3 ngày. Khi hay tin mẹ tôi chết, tôi cũng chẳng có một chút nào giọt nước mắt. Thôi thì cũng sống một kiếp người. Mà người hàng xóm mới đưa cho tôi một cái lá thư. Tôi mới nhét vào vội túi và tối về cũng đọc xem mẹ tôi nói cái gì. Trong bức thư đó mẹ tôi nói rằng: "Con yêu dấu của mẹ. Mẹ xin lỗi vì năm trước mẹ đến nhà con làm cho các con của con sợ hãi. Mẹ rất vui khi con đã có gia đình, đã có con. Mẹ rất vui khi con đã thành công trong mọi sự. Nhìn vào những đứa con của con, lòng mẹ chạnh lại vì mẹ nhớ hoay từ hồi nhỏ chính con trong một cái trận tai nạn. Con đã bị mất đi một mắt. Là người mẹ, mẹ không thể nào để cho đứa con mình chỉ có một mắt. Con phải thành công, con phải toàn vẹn. Và mẹ đã dùng đôi chính mắt của mẹ để thay thế cho mắt của con. Và mẹ hãnh diện vì con mắt đó đã làm cho con nên người. Con mắt đó đã chịu đều cho con được thành công. Chắc có lẽ con không biết điều này, nhưng không sao, miễn sao con thành công. Con hãy nhớ rằng mẹ yêu con." Điếng người vì bức thư đó, nhưng đã muộn. Kính thưa anh chị em, người cha người mẹ không chỉ cho chúng ta một mắt mà cho cả cuộc đời chúng ta. Và đó chính là hình ảnh họa lại một Thiên Chúa, một Đức Giêsu Kitô cho chúng ta cả cuộc đời của Ngài khi chết trên cây thập giá. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ban cho chúng ta cái sự sống của Ngài nơi bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước lấy. Đó là tình Chúa như một người mẹ. Vậy thì hãy biết trân trọng khi mẹ chúng ta còn sống. Dù cho người cha người mẹ đó có lú lẫn, có bệnh tật, có khuyết tật, có thất học, có vô học, không bằng chúng ta, nhưng người cha người mẹ đã sinh ra chúng ta. Đừng đối xử bất công những người mẹ đó, bởi vì chúng ta sẽ đối xử bất công xúc phạm đến chính Chúa. Tình Chúa yêu ta, thương ta, hy sinh qua người mẹ đó. Hãy nhớ điều đó. Xin cho lời Chúa Giêsu hôm nay: không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu hy sinh mạng sống mình. Và đó là lời di chúc của Chúa Giêsu trước khi Ngài lên Jerusalem chịu tử nạn. Điều Thầy muốn truyền lại cho anh em là hãy yêu thương nhau.
Tình yêu sẽ là điều quyết định, không chỉ mang lại hạnh phúc, động lực trong cuộc sống chúng ta, nhưng tình yêu còn là quyết định cái số phận, hậu vận mai sau, vì Chúa sẽ xét xử của chúng ta dựa trên tình yêu. Vậy hãy yêu như Chúa Giêsu yêu. Amen.